Sawadee ka. So we're here with designer, and like, what is your inspiration in designing your collection? Yes, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui khi tham dự sâu diễn thời trang của Thái Lan. Đây là một cuộc mốc đánh dấu sự trưởng thành và một gọi là cuộc trong ấn tượng trong cuộc đời của tôi và lẫn cái brand Adora. Tôi rất là hạnh phúc, và rất là vui. Yes, she said that this is the first time she come the international the fashion week like this, and also we feel more confident and also international like this. Yes, we're so proud and we highly appreciate your team, very professional, and yes, it's most higher. Thank you. Thank you very much. Sawadee ka.